Vâng, xin chào tất cả anh chị, xin chào tất cả các nhà đầu tư. Hôm nay thì tôi sẽ chuyển sang một phần nội dung mới. Một phần nội dung chúng ta sẽ nói rất nhiều về phân tích kỹ thuật trong đầu tư coin, hay còn gọi là đầu tư tiền kỹ thuật số. Vâng, thế thì phân tích kỹ thuật là gì? Và chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ quan tâm đến những chỉ số gì, những công cụ gì? Thì cái phần nội dung này gồm rất nhiều các bài học tiếp theo sau đó nữa. Sẽ nói về các công cụ, đúng không ạ? Thế thì phân tích kỹ thuật người ta gọi là technical analysis, đúng không ạ? Tiếng Anh đấy, hay còn gọi là TA, là một cái lĩnh vực mà chuyên môn, đúng không ạ? Dùng để phân tích, để đưa ra các chỉ số, đưa ra các bảng biểu, đường dẫn, vân vân, trong các lĩnh vực chứng khoán, trong lĩnh vực ngoại hối trước đó, đúng không ạ? Để nghiên cứu giá cả trong quá khứ của cái sản phẩm hay của một cái mã cổ phiếu hay là của một cái đồng coin, đúng không ạ? Thông qua các cái đồ thị, đúng không ạ? Bảng biểu lên xuống vân vân, để mà có thể dự đoán được cái giá trong tương lai. Giá tương lai thì có thể là chia ra là gì ạ? Giá trong ngắn hạn, trong trung hạn và trong dài hạn. Tất nhiên là phần lớn là phân tích kỹ thuật chỉ áp dụng được trong ngắn hạn mà thôi, được chưa ạ? Thì những cái người mà phân tích được các cái kỹ thuật này thì người ta phải có khả năng đọc hiểu những chỉ số và nhìn vào chỉ số đó để dự đoán được về mặt lý thuyết, đúng không ạ? Về mặt lý thuyết để nhìn ra được những cái xu hướng phát triển, nó sẽ đi lên hay nó sẽ đi xuống rồi bao lâu nó sẽ đi lên, đúng không ạ? Chúng ta dự đoán. Bởi vì phân tích kỹ thuật là một trong những cái nhiệm vụ, một trong những cái nội dung rất quan trọng đối với một cái nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư mới. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà thị trường không có thông tin thì bạn không còn biết tin vào điều gì nữa, bạn buộc phải sử dụng phân tích kỹ thuật. Còn phân tích kỹ thuật có đúng hay không đúng thì ta sẽ bàn sau, ta sẽ có một cái phần nội dung nói về cái việc phân tích kỹ thuật là nó đúng như thế nào và nó không đúng ở chỗ nào, có đúng không ạ? Vâng, nhưng mà tôi nói rằng là phân tích kỹ thuật là rất cần thiết, chúng ta cần phải học. Nhất là trong cảnh là thị trường không có biến động nhiều, thị trường không có tin tức, đúng không ạ? Thì nó sẽ đi đúng theo cái đường kỹ thuật như vậy trong ngắn hạn. Còn thị trường mà chịu tin tức dồn dập của những tin tức xấu, đúng không ạ, thì cái phân tích kỹ thuật sẽ vứt đi hết đó. Ví dụ như là một sàn giao dịch lớn bị sập, chính phủ là cấm không cho giao dịch, đúng không ạ, một lượng Bitcoin là khoảng 500.000 đến 1 triệu đồng Bitcoin được bán ra ồ ạt bởi một nhà đầu tư họ muốn thu tiền về, hay một quỹ đầu tư họ muốn thu được tiền về, thì rõ ràng những cái như vậy sẽ làm cho thị trường đi xuống theo hình thức cắm đầu và bị giật giá xuống khoảng 10, 20, 30% trong vòng 1, 2, 3 ngày là thường xuyên, là bình thường, đúng không ạ? Vâng. Thế thì trong phân tích kỹ thuật là chúng ta sẽ quan tâm đến cái gì? Ví dụ như là chúng ta hay nghe thấy là đường Bollinger Band, đúng không ạ? Đường dựa chỉ số RSI, MACD, đúng không ạ? Rồi thì đường hỗ trợ, ngưỡng kháng cự, đúng không ạ? Thế rồi thì những cái thông số, ví dụ như là chúng ta sẽ cách thức chúng ta vẽ như thế nào là đáy, như thế nào là đỉnh, đúng không ạ? Thế rồi thì đường xu hướng là gì? Đang downtrend hay đang uptrend, đúng không ạ? Đang lên giá hay là đang giảm giá? Đang tăng hay đang giảm? Đấy, người ta gọi là đường xu hướng giảm là downtrend, đường xu hướng tăng là đường uptrend, đúng không ạ? Tất nhiên cái đường này thì nó có thể đúng trong một vài ngày và nó cũng có thể không đúng trong một vài giờ. Bởi vì giá cả của thị trường coin, như tôi đã nói, là nó biến động theo từng giây, từng phút, từng giờ. Cho nên là gì ạ? Có rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta sẽ cần phải chú ý, đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng sẽ phải biết cách xem nến, đúng không ạ? Một trong những cái phân tích kỹ thuật quan trọng nhất đó là chúng ta phải biết cách đọc nến. Thì cái hình thức mà sử dụng nến là một trong những cái hình thức mà phân tích về chứng khoán cũng như là về ngoại hối do người Nhật nghĩ ra. Và người ta sử dụng cái nến Nhật để phân tích rất nhiều. Nến thì nó có màu xanh và màu đỏ. Màu xanh biểu thị cho sự tăng giá, màu đỏ biểu thị cho sự giảm giá, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ xem những cái chỉ số liên quan đến nến, vân vân. Đấy, thế rồi thì chúng ta cũng sẽ quan tâm đến rất nhiều những cái thuật ngữ khác như là Fibonacci, đúng không ạ? Thế rồi thì Stock Chartics, đúng không ạ? RSI, vân vân. Thì đó là những cái chỉ số cơ bản và mà chúng ta đã được biết đó là những cái thông tin, chỉ số, biểu đồ trong lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt là chứng khoán Mỹ, đúng không ạ? Bởi vì
ngành tài chính thì chứng khoán Mỹ là có thâm niên, còn đối với thị trường coin Bitcoin thì nó mới chỉ phát triển rầm rộ trong khoảng 3-4 năm trở lại đây, đặc biệt là kể từ cuối 2016 và bùng nổ trong năm 2017. Và năm nay, năm 2018 và năm 2019 vẫn được dự định là một năm tiếp tục bùng nổ, các nhà đầu tư liên tục là chốt lời, liên tục là ra vào thị trường rất là tốt, đúng không ạ? Vâng, thế thì bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải biết là phân tích kỹ thuật thì nó sẽ có rất là nhiều các trường phái, rất nhiều các lý thuyết, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái phân tích cơ bản trong kỹ thuật mà đây chúng ta gọi là trading coin, đúng không ạ? Trading là chúng ta mua đi bán lại, chúng ta là những trader. Trader là chúng ta là những nhà đầu tư, chúng ta là những người chơi coin và chúng ta đánh coin để là gì ạ? Khi nó lên thì chúng ta bán ra, khi nó xuống chúng ta mua vào để chúng ta kiếm lời, đúng không ạ? Chúng ta sinh lời từ từ thị trường coin thì có rất nhiều cách sinh lời kép, đúng không ạ? Chúng ta đánh tăng được số lượng coin lên và chúng ta chờ giá tăng lên thì chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Đấy. Như tôi đã phân tích, đúng không ạ? Các kiến thức về trading coin thì hoàn toàn là chủ yếu là dựa trên nền tảng về kiến thức về thị trường tài chính, chứng khoán là rất là nhiều, đúng không ạ? Và thị trường forex tức là thị trường ngoại hối. Thì bây giờ hai cái thị trường này thì nó cũng na ná như nhau, rất nhiều người đã bỏ forex sang cryptocurrency, rất nhiều người cũng bỏ chứng khoán Việt Nam sang cryptocurrency, MMO kiếm tiền trực tuyến cũng bỏ sang cryptocurrency. Bởi vì đây là một thị trường rất tuyệt vời, đúng không ạ? Bởi vì thị trường này còn mới, còn sơ khai và nó rất là bùng nổ trong những năm tiếp theo. Đó. Thế thì ở đây thì người ta sẽ chia ra làm hai nhóm, là nhóm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật nâng cao. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái phân tích cơ bản là cái gì, đúng không ạ? Thì phân tích cơ bản, vâng, bài học này tôi sẽ tập trung vào cái yếu tố phân tích cơ bản nhé. Phân tích cơ bản là các nhà đầu tư, đúng không ạ? Người ta tập trung vào giá trị của các đồng coin hơn là giá của nó, đúng không ạ? Giá trị. Chẳng hạn như là họ sẽ thường có cái cách là ca tụng, đúng không ạ? Chỉ ra rằng là cái đồng coin này nó có giá trị, đúng không ạ? Nó sử dụng công nghệ gì, công nghệ này rất kinh khủng, nó sẽ là xu hướng của tương lai 5, 7 năm tới, người ta sẽ dùng nó rất nhiều, đúng không ạ? Nó phục vụ cho một nhu cầu tuyệt vời, đúng không ạ? Xử lý vấn đề urban industry hay xử lý vấn đề giao thông vận tải hay là vé máy bay, đúng không ạ? Hay là thanh toán trong cộng đồng game online, vân vân và vân vân. Đó, thì giá trị vốn hóa thị trường, đúng không ạ? Khả năng tăng trưởng, số lượng các cái đồng coin cung ứng ra thị trường là nhiều hay ít, coin này là coin đào hay là coin đúc, đúng không ạ? Cái đội ngũ này như thế nào, thì cái đó, tất cả những cái thông tin như vậy thì đó chính là yếu tố là phân tích cơ bản. Và phân tích cơ bản thì nó sẽ cho các bạn thêm những cái thông tin rất là tốt để chúng ta có thể ra quyết định đầu tư, kết hợp với phân tích kỹ thuật để chúng ta đầu tư, được chưa ạ? Vâng. Thế thì để mà chúng ta sẽ học về phân tích cơ bản một cách kỹ lưỡng thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái trang web gọi là CoinMarketCap. Đây là một cái trang mà cả thế giới người ta dùng là về cái thị trường coin, đúng không ạ? Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng có rất nhiều các thông tin rất là quan trọng chúng ta có thể học được. Thì tôi sẽ quay riêng một cái video về phân tích kỹ thuật và sử dụng công cụ CoinMarketCap để hướng dẫn cho các anh chị và các bạn, được chưa ạ? Thế còn sau đó thì chúng ta ví dụ rằng là cũng là phân tích cơ bản về ICO, phân tích về cái cách mà người ta phát hành ICO, cách người ta bán, đúng không ạ? Thế rồi thì phân tích về một dự án, phân tích về các tin tức liên quan đến thị trường hoặc liên quan đến cái đồng coin như vậy, đúng không ạ? Thì đó chính là một số những cái lý thuyết để giải thích cho việc phân tích cơ bản. Thế còn về phân tích kỹ thuật là như tôi đã trình bày trước đó, đúng không ạ? Là bao gồm các chỉ số, các công thức, các biểu đồ. Thì trong các phần bài học tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết hơn. Thì phần video này tôi sẽ chỉ khơi mào về việc là tại sao chúng ta cần liên quan đến phân tích, bao gồm phân tích cơ bản và bao gồm phân tích kỹ thuật. Trong phân tích cơ bản thì tôi sẽ đưa ra một số chỉ số, và trong phân tích kỹ thuật thì chúng tôi cũng sẽ đưa ra một số chỉ số. Vì nó có rất nhiều các chỉ số cho nên chúng ta không thể đưa ra hết được, được chưa ạ? Vâng, phần này thì chắc là không có vấn đề gì nhiều, đúng không ạ? Chúng ta sẽ gặp nhau trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.